Hello, Hello teacher. Hi, bạn. Cô vừa có điện. Okay. How are you today? I'm good. Very good. Okay. Tí nữa cô gửi điểm kiểm tra cho mẹ nhá. Cô vừa chờ cô chấm xong một loạt bạn rồi. Thế cho tí nữa cô sẽ gửi điểm cho tất cả các bạn luôn. Okay. Okay. Very good. Hôm nay mình sẽ học tiếp nhá. Mình sẽ học tiếp này. Yes. Nào, cô chia sẻ màn hình nhá. Okay, 11. Who is this? Whose is this? Con dịch cho cô nào. Whose is this? Có nghĩa là gì? Whose is it? Whose có nghĩa là gì? Whose? Ai? Đây của ai? Who này mới là who này, whose là của ai, được chưa? Vậy thì câu hỏi whose is it có nghĩa là gì? Cái này là của ai? Is it? Vậy thì whose is it có nghĩa là gì? It là gì? It là nó đúng rồi. Nó là cái này, được chưa? Thế vậy whose is this có nghĩa là gì? Mạnh dạn lên, con nói đi. Nó của ai? Chính xác, đó là của ai, được chưa? Cái này là của ai, được chưa? Ok, very good. Nào con có cần ghi vào vở không? Ghi không con? Yes. Ok, con ghi. Ghi cho cô whose có nghĩa là của ai. I'm done. Okay, very good. Okay. Cake. Mouse. Nào, đọc cho cô các từ này từ từ. Đợi cô một chút để cô nhắn cho mẹ đã. Hôm nay mẹ không có nhà. Yes. Đợi cô nhắn cho mẹ đã. Okay. Nào, đọc cho cô này. Cake. Okay, đọc cho cô đi, con đọc đi. Cake. Okay, có nghĩa là gì? Bánh kem. Chính xác, tiếp tục. Mouse. Mouse. Là gì? Con chuột của máy tính. Xác. Tiếp tục này. Watch. Watch. Là gì? Đồng hồ đeo tay. Chính xác. Có từ nào con chưa biết không? No. Very good. Tiếp tục này, đọc cho tennis. Cô. Tennis. Có bóng tennis. Ok, chính xác. Tennis là bộ môn thể dục thể thao tennis nhá. Clock. Tiếp tục, clock. Clock. Có nghĩa là gì?
đồng hồ treo tường. That okay, bàn hoặc là đồng hồ treo tường, được chưa? Tiếp tục này. Paint. 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 Đây là màu vẽ, được chưa? Con đã biết cái này chưa? Yes. Okay, very good. Tiếp tục nhá. Nào, tiếp theo này. Đây là cái phần ngữ pháp mà con sẽ phải nhớ cho cô, được chưa? Đó chính là phần ngữ pháp này có tên là phân biệt giữa who is và whose, được chưa? Thì whose, được chưa? Thì cái từ này phẩy s này nó là viết tắt của who is hoặc là who has, được chưa? Nhớ nhá. Ví dụ who is free next weekend? Ai đang rảnh vào cuối tuần sau, được chưa? Ai đang rảnh vào cuối tuần sau, ok? Thì cái này của nó là động từ to be, được chưa? Phẩy s nó là động từ to be nhá. Who's, được chưa? À, tiếp theo này, I don't know who is coming. Tôi không biết là ai đang tới, được chưa? Thì đây cũng là viết tắt của who is, được chưa? Còn phân biệt với từ who's, who's này thì nó là cái gì? Là của ai? Đúng rồi, chính xác. Con ghi rồi đúng không? Của ai? Ví dụ, whose book is this? Dịch là gì? Cái sách này của ai? Quyển sách này của ai? Quyển á, thấy chưa? Tiếp tục này. This my friend whose writing is neat. Có nghĩa là gì? Cô ấy là người bạn của tôi. Cái người mà anh cái chữ của cô ấy thì rất là sạch đẹp, rất là rõ ràng, thấy chưa? Whose writing có nghĩa là chữ này của cái người bạn này, người bạn này chính là cái người bạn của tôi ấy. Con đã hiểu chưa? Whose này là của, ví dụ của tôi, à, của ai, thấy chưa? Nhưng mà từ whose đặt đây thì nó sẽ bổ nghĩa cho my friend, đúng không? Cô ấy là bạn của tôi này. Cái người bạn mà có chữ viết thì rất là rõ ràng, được chưa? Cô ấy là người bạn của tôi. Cái người bạn mà có cái chữ viết thì rất là rõ ràng, được chưa? Whose này nó mang ý nghĩa thể hiện một cái sự sở hữu. Con đã hiểu chưa Bảo Trang? Yes. Ok, cố gắng học và tốt cái này nhá. Tiếp theo này, đây là cách viết từ sở hữu. Chúng ta sẽ có hai cách viết sở hữu. Nếu đối với danh từ số ít thì con sẽ là danh từ số ít này, phẩy s một cái, sau đó là đến cái vật sở hữu, được chưa? Ví dụ dog's house là nhà của con chó, được chưa? Hay là book's words là chữ của cái quyển sách, hay là girl's dolls là búp bê của những cô gái, hay là bird's chicks là gì? Bird's chicks là gì? Là con chim non của con chim ấy, nghĩa là con của con chim, được chưa? Lưu ý cho cô cái danh từ thứ hai này, cái danh từ này mới là những cái danh từ chính nhá. Con đã nhớ chưa? Yes. Nhớ nhá, được chưa? Tiếp theo còn đối với danh từ số nhiều. Danh từ số nhiều thì nó sẽ kết thúc bằng gì hả con? Danh từ thường kết thúc bằng gì? Kết thúc bằng S. Chính xác. Chứ đối với những cái danh từ số nhiều kết thúc bằng S thì con không cần phẩy S nữa, mà con sẽ chỉ cần phẩy thôi. Ví dụ boys số nhiều này, con chỉ cần phẩy một cái. Những quả bóng của cậu quả bóng của những cậu bé chẳng hạn, được chưa? Hay là table slats có nghĩa là cái chân bàn, được chưa? Hay là girls hands những bàn tay của những cô gái, được chưa? Tiếp tục, nếu danh từ nó không kết thúc bằng S, được chưa? Nó không, nếu như một cái danh từ số nhiều nhưng mà nó không kết thúc bằng S thì con vẫn chuyển về giống như dạng số ít. Ví dụ, từ woman này là phụ nữ số nhiều, đúng không? Yes. Đúng không? Yes. Mặc dù dạng số nhiều, mặc dù nó là dạng số nhiều, nhưng nó không kết thúc bằng S, đúng không? Yes. Đúng không? Thế vậy thì con vẫn cho thêm S vào nhá. Đối với những cái danh từ số nhiều mà không kết thúc bằng S thì con vẫn phẩy S rồi con viết cái danh từ sở hữu đấy ra. Đã rõ chưa? Yes. Lưu ý nhá, phải dịch cái thứ hai. Ví dụ, cái danh từ này mới là danh từ chính. Woman's back. Ví dụ, ở đây sẽ dịch là cái cặp của những người phụ nữ. Thế thì con dịch cho cô nào. Children's doors có nghĩa là gì? Những con búp bê của những bọn trẻ.
Chính xác, men's shoes có nghĩa là gì? Đôi một đôi giày của những đàn ông. Những đôi giày của những người đàn ông. Được chưa? Hiểu chưa? Yeah. Ok. Tiếp tục đi. Tiếp tục nhá. Bây giờ cô có này. Con hãy viết cho cô cái danh từ có nghĩa là những bông hoa của những cô gái. Con sẽ viết như thế nào? Con viết cho cô lên trên màn hình. Những bông hoa của những cô gái. Con viết lên trên màn hình đi. Nhanh lên con. Ok, girl's flower. Chính xác rồi. Nhưng mà con bị sai một cái chỗ về về cái mặt nào hình thức. Đấy là tại sao? Ví dụ girl's flower thì viết như thế này này. Girls, đây đúng không? Nhầm, cô viết nhầm. Đúng không? Con phẩy đúng không? Đúng không? Nhưng con phải cách thôi nhá. À, flowers. Rõ chưa? Yes. Ok. Được chưa? Lưu ý nhá. Viết tiếp cho cô nào. Những chú mèo của những cậu bé. Những chú mèo của những cậu bé. Những, nhắc lại nhá, những gì nhỉ, cô vừa đọc là những gì, cô vừa đọc là những con mèo của những cậu bé, viết như thế nào, những con mèo của những cậu bé. Ok, boys cats, chính xác, đúng rồi, Bảo Trang hiểu rồi đấy. Rất là tốt. Tiếp tục này, mình sẽ có một cái bảng gọi là đại từ sở hữu, được chưa? Cái bảng này thì bao gồm này, thứ nhất này, personal pronoun, đây là chủ ngữ đấy, được chưa? Possessive adjective thì là tính từ sở hữu, và possessive pronouns là đại từ sở hữu. Đối với tính từ, cô nhắc lại nhá, personal pronouns chủ ngữ này, possessive adjective tính từ sở hữu này, possessive pronouns là đại từ sở hữu này. Được chưa? Lưu ý nhỉ? Đối với chủ ngữ thì nó sẽ có nhiệm vụ đứng đầu câu. Đúng không? Đứng đầu câu làm chủ ngữ. Cái này biết rồi. Possessive adjective tính từ sở hữu thì nó có một cái chức năng y như là một tính từ. Mà tính từ thì sẽ đứng trước danh từ. Được chưa? Ví dụ my này là của tôi. Quyển sách của tôi là my book. Cái xe đạp của tôi là my bike. Cái đồng hồ của tôi là my watch, được chưa? Hay là your là của bạn, ví dụ mũ của bạn, your hat, quạt của bạn, your fan, máy tính của bạn, your computer, được chưa? His là của anh ấy, her là của cô ấy, is là của nó, our là của chúng tôi, your là của bạn, và their là của họ, được chưa? Đối với possessive pronouns, ở đây là đại từ sở hữu, được chưa? Cái này là cái mới này, cái này là cái mới mà con cần phải nhớ cho cô này. Đối với đại từ sở hữu thì sẽ như thế nào? Đối với đại từ sở hữu, nó sẽ thay thế một cái cụm danh từ. Được chưa? Con nhìn vào ví dụ nhá.
Ví dụ mine này nó cũng dịch là của tôi đấy. Nó cũng dịch là của tôi đấy, nhưng mà nó có một cái vị trí là nó đứng một mình được luôn, làm chủ, làm danh từ luôn. Bây giờ cô ví dụ này. Bình thường thì mình sẽ nói là this is my book, đây là quyển sách của tôi. Not your book, không phải của bạn, đúng không hả Bảo Tráng? Yes. Thì chúng ta sẽ sử dụng tính từ sở hữu và my là your, đúng không? Nhưng mà con có nhìn thấy là nó bị lặp từ gì đấy? Nó bị lặp từ gì? Book. Chính xác. Vậy bây giờ người ta sẽ nghĩ ra một cái gọi là đại từ sở hữu để người ta tránh cái lỗi lặp từ này. Được chưa? Chúng người ta tránh như thế nào? Được chưa? Thì bây giờ nhá, đối với đại từ sở hữu, nó có thể đứng sau tính từ, à, nó sẽ có thể đứng sau động từ to be. Ví dụ, this book, quyển sách này là của tôi. Được chưa? It's my. Được chưa? My là của tôi. Được chưa? Tiếp tục này, không lặp lại quyển sách nữa này. Mình đã bỏ được một cái lặp từ rồi này. Mình bỏ tiếp cái lỗi lặp từ thứ hai này. Được chưa? Bây giờ your book mình sẽ chuyển thành yours, là thay thế cho quyển sách của bạn thì bây giờ là của bạn. Được chưa? Thì bây giờ mình sẽ có câu là đây là quyển sách của tôi, không phải của bạn đâu. Đúng không con? Yes. Ờ, thì cái từ yours này nó chính là thay thế cho gì con? Nó thay thế cho gì? Nó thay thế cho gì đấy? Your book. Chính xác, nhớ nhá, nó thay thế cho cả một cái cụm danh từ này đấy. Được chưa? My book. Thế vậy thì từ my nó thay thế cho gì? My. My gì? Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, rất tốt. Bây giờ cô có một cái câu này nhá. My bike is green. Your bike, yours. Is red. Được chưa? Thế vậy con dịch câu này như thế nào? Chiếc xe đạp màu xanh lá của tôi. Cái chiếc xe đạp của tôi là màu xanh. Tiếp tục dịch tiếp nào. Của bạn là màu đỏ. Chính xác. Thế cái từ yours này nó thay thế cho gì con? Your gì? Your is red. Không phải. Câu hỏi là yours này nó thay thế cho cái gì? Nó thay thế cho danh từ nào? Nó thay thế cho gì? Your. Your gì đấy? Của bạn. Thế cái gì của bạn? Cái gì của bạn nào? My. Cái xe đạp của tôi màu xanh. Đúng rồi. Bye. Được chưa? Cái từ yours này nó thay thế cho your bike. Con đã hiểu chưa Bảo Trang? Yes. Nhớ nhá. Được chưa? Tiếp tục này. Now, what are these? What can you see? Đây là một cái bài tập. Đây là những cái gì? Bạn nhìn thấy cái gì? Thì đối với bài tập này thì con sẽ đánh dấu tích vào cái câu đúng và đánh dấu cross là dấu nhân và câu sai. Được chưa? Có hiểu không hả Bảo Trang? Yes. Bảo Trang làm cho cô nào. Thank you.
I'm done. Very good. Nào, câu chơi bài nhá. Nào, yes. Câu số 1 là tick, chính xác, chính xác, chính xác. Đúng rồi. Chính xác, tốt, đúng rồi. Ok. Very good. Tiếp tục bài tập tiếp theo nhá. Nào, bây giờ con trả lời, con nhìn vào bức tranh này và trả lời cho cô. So how many children are there? There are 6 children. Very good. So what are their names? Tên ở áo, tên ở áo. Nhìn áo. Their names are Their names are Nick. Tiếp đi. Lucy, Tom, Jill, Bill, Anna. Very good. So what are they doing? They are They are going. Đi câu cá là gì? Go fish. Going fishing. Đang hò. Okay. Very good. Tiếp tục nhá. Now, look, read and write. Answer. Bây giờ con sẽ nhìn này, đọc và viết câu trả lời. Được chưa? Cô hướng dẫn con làm bài tập này nhá. Được chưa? Ví dụ này, câu hỏi số 1, whose mouth is it? Có nghĩa là gì con? Whose mouth is it? Có nghĩa là gì? Con chuột này là của ai? Đúng rồi, chính xác. Con chuột này là của ai? Thế con tìm được con chuột không? Ừ. Nó ở đâu đấy? Hả? Hả? Con chuột. Ừ, nó vẽ hơi xấu nhưng mà đây là con chuột đấy con ạ. Đây là con chuột máy tính đấy. Được chưa? Vậy thì mình sẽ nhìn ra con chuột này là của ai này? Của ai đấy? Của ai đấy? Nick. Đúng rồi. Vậy thì của Nick đúng không? Sẽ là is Nick. Nhớ nhưng mà phải thêm sở hữu cách vào nhá. Có nghĩa là nó là của Nick đấy. Được chưa? It needs. Được chưa? Được chưa? Và mình sẽ thay thế nhá. Bây giờ là của Nick thì có nghĩa là của anh ấy đúng không? Nick là con trai mà. Mình có thể thay thế là của anh ấy đúng không? Yes. Đúng rồi. Mình sẽ sử dụng đại từ sở hữu. Đại từ sở hữu sẽ là is his. Con đã hiểu chưa? Yes. Cô quên mất. Bây giờ cô mới nhớ ra là cô con đã học thuộc về đại từ sở hữu chưa? Bây giờ con mới biết đúng không? Yes. Thế thì con sẽ làm như này cho cô nhá. Trước khi làm bài tập đấy thì con phải thuộc được cái đại từ sở hữu này đã. Con sẽ bằng cách là con sẽ hôm nay thì chưa cần học thuộc nhưng hôm sau thì phải nhớ để học thuộc. Con sẽ kẻ cho cô bảng này nhá, thấy chưa? Và chia ra đúng là 3 cột như thế này. Cột đầu tiên con ghi cho cô là chủ ngữ. Cột thứ hai là tính từ sở hữu. Và cột thứ ba là đại từ sở hữu cho cô. Đã hiểu chưa hả? Hả Bảo Trang? Yes. Con ghi cho cô đi, con ghi cho cô đi. Thank you.
I'm done. Very good. Rất là tốt đấy. Ok, nhớ nhá. Thì cô để cho con, cô viết. À sorry, cô để con viết để con có thể làm được cái bài tập này. Bởi vì khi mà con chưa thuộc thì con chưa thể làm được. Đó, khi mà cô hướng dẫn con rồi đúng không? Con sẽ nhìn xem đồ vật này là của ai. Để cho vào con sẽ viết sở hữu cách của người đấy. Nhớ nhá, phải có sở hữu cách. Ví dụ nick thì con phải phẩy S vào, có nghĩa là của nick. Nó là của nick, được chưa? Yes. Và con sẽ thay thế là nó là của anh ấy đúng không? Bởi vì nick là con trai thì con sẽ sử dụng đại từ sở hữu là his, được chưa? Tương tự như thế, Hà Trang có hiểu không? Để làm cho cô các câu còn lại, con có hiểu không Bảo Trang? Yes. Ok, rất là giỏi. Nào, con làm trên màn hình luôn cho cô nhá. Con làm đi.
Banana. Very good. Rất là tốt. Nào cô chuyên bài nhá. Loses. Chính xác. Those. His, Anna, hers, Joe's, hers, Tom's. Chính xác. Ok, rất là tốt đấy. Ừ, con là một trong số ít những cái bạn học sinh mà cô thấy học nhanh là như thế. Rất là tốt, cố gắng phát huy nhá. Trước khi học tiếp thì thoát ra và lại cho cô nha. Thoát ra và lại.